Mỹ cung cấp tên lửa rắn độc AIM-9X đi kèm UAV MQ-9 cho Ấn Độ. Cùng với việc cung cấp 30 máy bay chiến đấu không người lái UAV MQ-9 cho Ấn Độ, Mỹ cũng sẽ cung cấp số lượng lớn tên lửa không đối không AIM-9 cho loại máy bay này. Hôm ngày 23 tháng 9, tờ India Today đưa tin Bộ Quốc phòng Ấn Độ đang chuẩn bị mua 30 máy bay không người lái UAV MQ-9 cùng vũ khí kèm theo, bao gồm cả tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9 trong một thỏa thuận trị giá khoảng 3 tỷ đô với Mỹ. 6 UAV trong đầu tiên sẽ được phân bổ 2 chiếc cho lục quân, 2 chiếc cho hải quân, 2 chiếc cho không quân trong vài tháng tới đây. Tốc độ mua sắm cho thấy tính cấp thiết của việc bổ sung vũ khí trong quân đội Ấn Độ. 24 chiếc MQ-9 còn lại dự kiến phân bổ 8 chiếc cho mỗi nhánh vũ trang của quân đội Ấn Độ sẽ được mua trong vòng 3 năm tới. Việc có trong tay siêu UAV trinh sát có khả năng mang tên lửa không đối không AIM-9 khiến đối thủ của Ấn Độ không thể yên tâm. Bởi lẽ AIM-9 chính là loại tên lửa không đối không tầm ngắn mạnh nhất hiện nay. Nạn nhân gần đây nhất của loại tên lửa này là chiếc Su-24 Nga, đó là hồi năm 2025 khi chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã khai hỏa tên lửa AIM-9 và hạ chiếc Su-24 của Nga trên bầu trời Syria. AIM-9 là tên lửa không đối không dẫn đường bằng hồng ngoại, có khả năng tiêu diệt mục tiêu đường không ở cự ly 35 km. Dù ra đời đã lâu, nhưng nhờ những nâng cấp liên tục nên AIM-9 vẫn là tên lửa không đối không dẫn đường bằng hồng ngoại tiên tiến nhất của Mỹ. Ngoài trang bị trên các loại máy bay tiêm kích, loại tên lửa này được trang bị cả trên trực thăng tấn công AH-64. Tên lửa được trang bị đầu dò hồng ngoại cực nhạy, có thể bắn đi trước khi khóa mục tiêu nên rất thuận tiện trong trang bị của những tiêm kích thế hệ thứ 5 vốn giấu tên lửa trong thân. Loại tên lửa này là sản phẩm của tập đoàn vũ khí nổi tiếng Raytheon của Mỹ. AIM-9 sử dụng động cơ vector kiểm soát lực đẩy và cánh vây đuôi cho phép chúng có khả năng cơ động truy đuổi mục tiêu cực cao. Tên lửa có chiều dài 3m, đường kính 12cm, dài cánh 0,44m, trọng lượng 85kg. Với tính năng chiến đấu cực hiệu quả, AIM-9 phiên bản nâng cấp sẽ tiếp tục là xương sống trong trang bị tên lửa tầm trung của quân đội Mỹ cũng như các quốc gia đồng minh thêm nhiều năm nữa. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.